Xin chào tất cả các bác cùng đam mê nhé. Đây này em chở than non của em vụ này đây. Hôm nay em tập cho nó em nó ăn run đất các bác nhé. Này miếng to nó vẫn chưa sợ gì dám ăn đây. Này phải tập từ từ các bác nhé. Con non của em là bắt từ hôm đầu tháng 4. Đấy. Này báo đông cũng phần nào rồi. Đây, xuống đất của em là em bắt một con đào ngoài vườn các bác nhé. Các bác tranh thủ lúc trời nó mưa ẩm đất ấy, các bác đào một con đấy, các bác cắt nhỏ xong rồi các bác dùng cái thanh rẻ và các bác gạt cái đất bên trong của con giun các bác nhé, thì đảm bảo để cho con giun nó sạch đấy, chỉ còn mỗi cái vỏ ngoài thôi, cái ruột đấy, bỏ trong đi đất thì nó không dính và chim ăn vào sẽ dễ bị đau bụng các bác nhé. Rất là tốt, giun này gọi là thực phẩm tươi mà rất là tốt luôn, rất tốt cho chim một thời lâu. Để em thử lại xem là nó ăn không nhá. Đấy. Vẫn hơi sợ, khả năng là miếng to quá là nó cũng không ăn được. Đấy. Các bác lưu ý là nuôi chim các bác cũng nên để cho em cái giấy bên dưới nhé bác nhá. Đấy, em đút cái mình miếng nhỏ nó ăn này nhá. Đấy, ăn luôn nhá. Thì em tiếp tục cho thử ăn miếng nhỏ hơn xem thế nào. Đấy. Em cắt thử cắt miếng nhỏ xem thế nào. Hơi dài các bạn. Dài quá. Con giun này cũng khá là to các bác nhá. Đấy. Đấy, con giun cũng khá là to. Cứ mãi không đứt. Này các bác ra ngoài vườn các bác cuốc một cuốc là đầy giun luôn, cái mùa mưa này. Nhưng mà ngày em khuyên các bác chỉ cho ăn một con bác nhá. Đấy các bác kẹt này. Nó cắp vào nhá. Nhưng mà con này nó có vẻ hơi to to nó. Đấy, nó bỏ ra. Rồi để em cho miếng kiếm miếng nhỏ nhỏ hơn để cho nó ăn. Đấy. Vì chim nhỏ các bác nên cắt nhỏ để cho nó ăn tập ăn từ từ các bác nhá. Chứ đừng ép quá đấy. Hay nó ăn miếng nhỏ nhá. Có nhìn luôn nhá. Đấy, trực tiếp luôn, em xem quay cận cảnh các bác cho bác xem luôn. Con này của em tập được cũng được lần này là thứ hai đấy. Tuần cho ăn 2 bữa thôi. Rất tốt cho chim các bác nhá. Chim rất là béo. Nhất là chim cái mổ thái lông rất là béo. Đấy. Con này em đi làm nhiều nó cũng ít gần nó. Nhưng mà sâu giấy đút đút vô tư. Sách lồng cũng hơi nhảy một tí thôi. Đấy. Con này đầu xà cổ thắt nhá. Chim kiểu bộ nhỏ. Đấy, các bác nhìn này. Nó cặp vào nhưng mà nó sợ sợ. Đấy. Miếng nó to và nó cũng hơi hơi nhấp nháp, không dám ăn. Thôi em kết thúc video nhá.